Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc quý vị sẽ dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nơi đây chính là trụ sở của Mark Home, sẽ có showroom để trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Quý vị thân mến, vào ngày hôm nay là một trong những ngày đầu tiên của năm mới. Chúng tôi thì đã có mặt tại công ty từ rất là sớm rồi. Bởi vì ngày hôm nay thì sẽ là một cái chương trình vô cùng đặc biệt. Tôi và Đức Kiên thì sẽ cùng đến này và bàn giao nhà mới cho chủ đầu tư ạ. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển tới công trình để cùng khám phá nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trên tay chúng tôi đây đó chính là những phần quà. Và những phần quà này không chỉ là những phần quà chúc mừng năm mới đâu, mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến để tham gia lễ bàn giao công trình của gia đình Bắc Phi có địa chỉ tại Quảng Ninh. Quý vị thân mến, hiện tại thì chúng tôi đang trên đường này và đến với công trình chính của gia đình nhà Bắc Phi rồi. Và hiện tại và xa xa kia thì tôi đã nhìn thấy một cái gương mặt rất là quen thuộc ạ. Chào các bác ạ. Chào hai bác. Chào các cháu. Dạ, các bác thân mến, thì ngày hôm nay chúng cháu cũng về đây thay mặt công ty, đại diện công ty để chúc mừng gia đình nhà mình đã hoàn thành xong công trình. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ chúc mừng gia đình nhà mình tân xuân, một năm mới an khang thịnh vượng ạ. Cháu xin phép là gửi cái chìa khóa bàn giao công trình mới cho gia đình nhà mình ạ. Dạ, cùng với đó là cũng sẽ có những lãng hoa và phần quà để chúc mừng gia đình nhà mình ạ. Dạ vâng, vậy sau đây xin mời cả nhà mình sẽ cùng nhìn vào ống kính để chúng ta cùng lưu lại một bức ảnh kỷ niệm ạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng tôi đã di chuyển vào phía bên trong nhà rồi. Và ngay đây thôi, đó chính là hai vị chủ đầu tư của công trình. Và sau đây chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các bác một chút nhé. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Chào các cháu. Dạ vâng, lời đầu tiên thì cháu xin mời hai bác sẽ cùng giới thiệu bản thân mình với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Bác là Đinh Quang Phi. Vợ bác là Đoàn Thị Mai Hương. Là anh em ruột của chú Nguyễn Đức Vinh và cô Đoàn Thị Vị đang định cư ở bên Hoa Kỳ. Dạ. Thì mối quan hệ là gia đình, anh em ruột thịt. Vì cô chú ấy, với lại các con là có nguyện vọng là xây một cái căn hộ ở Việt Nam để làm cái nơi ghé chân trong những cái năm đi xa quê, thì cứ một năm lại về quê một lần để có chỗ ăn ở cho nó đầy đủ. Nhưng mà vì là xa không thể làm được cái việc này, cho nên là ủy nhiệm lại cho hai bác là anh chị đứng lên để mà lo lắng tất cả mọi cái công việc ở trong cái căn hộ này. Dạ vâng ạ. Và như thế có thể thấy rằng là bác đã rất là tâm huyết và chu toàn dành cho những người anh chị em của mình ạ. Đúng. Dạ vâng, vậy thì cho cháu hỏi thêm rằng là tại sao mà gia đình nhà mình lại biết tới Mark Home và lựa chọn Mark Home là đơn vị thiết kế thi công ạ? Qua cái nghiên cứu về thông tin và nhiều những cái kênh thông tin, bác cũng vậy và vợ chồng chú ở bên Mỹ cũng vậy, và đặc biệt là thằng cháu Tùng là con của cô Vị, là nó cũng là cái đứa bôn ba hiểu biết, tìm hiểu rất là rộng, thì cuối cùng là nhiều cái kênh thì tổng hợp lại là tin tưởng và thấy có cái niềm tin đối với Mark Home thì là chọn lựa để mà xây căn hộ cho nhà mình. Vậy thì ngày hôm nay sau khi mà công trình nhà mình đã hoàn thiện xong rồi và các bác về đây tham quan toàn bộ công trình như thế này, thì các bác cảm thấy hài lòng không ạ? Các bác thấy hài lòng, thấy mỹ mãn, thấy nói chung là cũng như là trong mơ vậy. Vì cả đời tần tảo, các em của các bác nó cũng phải tần tảo làm ăn rồi tiết kiệm thì mới có được cái số tiền để mà xây dựng cái căn hộ này. Thì ngày hôm nay là cái ngày kết thúc, cũng sang tháng thứ 7, 6 tháng thì mới kết thúc được cái căn hộ này. Thì hôm nay là được thay mặt cho các em của bác để mà tiếp nhận, để mà làm những cái thủ tục chuyển giao sang cho hai bác, thay mặt cho các em của bác, thì bác thấy rất là hạnh phúc và thấy rất là tròn trịa. Được biết thì bác là người mà chịu trách nhiệm giám sát chính công trình này, đúng không ạ? Bác là người mà cai quản toàn bộ này, và bác là người làm việc trực tiếp cùng với lại đội ngũ thi công bên cháu. Thì bác có đánh giá như thế nào về đội ngũ thi công của Mark Home ạ? Trong việc xây dựng thì nó cũng có những cái vấn đề mà nó nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn phát sinh được thường ngày, cần phải điều chỉnh. Thì giữa chủ nhà với bên đội thi công vẫn có những cái hội ý hội báo với nhau để mà đi đến cái thống nhất.
Thì trong suốt cái thời gian 6 tháng, gần 6 tháng như vậy thi công ở trên cái nhà này, thì bác thấy là nó có cái hài hòa, và thấy rằng là các cháu nó làm là nó tận tụy mà cũng có kỹ thuật. Bác cũng là người va chạm trong cái lĩnh vực xây dựng, thì bác thấy rằng là những cái đó là những cái điều rất là tốt, mong các cháu là sẽ phát huy và có nhiều khách hàng hơn nữa. À, dạ vâng ạ, và ngồi ngay tại đây cũng là anh Tùng, là giám đốc thi công của công trình. Vậy thì anh Tùng thân mến, trong cái khoảng thời gian chúng ta thi công công trình như thế này thì anh có gặp khó khăn gì không, hay là có được gia đình hỗ trợ về những cái việc mà chúng ta thi công công trình không ạ? Cũng trải qua 6 tháng thi công cũng có những khó khăn nhất định, nhưng bằng sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên cũng như toàn bộ đội ngũ thi công, cũng như là bằng sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Bắc Phi cùng toàn thể chủ nhà, thì công trình đã thi công rất thuận lợi. Những cái khó khăn ở đây là những cái khó khăn về ngay sự bỡ ngỡ ban đầu. Tới một địa phương thì có những cái sự bỡ ngỡ từ hàng xóm, từ những cái mặt bằng thi công, thì được sự giúp đỡ của bác Phi cũng như là anh chị trong nhà tạo điều kiện rất tốt để đội ngũ thi công bằng chính sức lực của mình đã thi công trọn vẹn ngôi nhà để hôm nay được bàn giao cho bác Phi. Rất hạnh phúc, chúng cháu cảm ơn bác đã tin tưởng Mark Home là đơn vị thi công thiết kế trọn gói. Dạ vâng ạ. Em biết là anh nói rằng là ở đây thì có rất là nhiều cái sự bỡ ngỡ ấy. Thì không biết rằng là ở cái khu vực này thì có phải là công trình của gia đình nhà bác Phi á, có phải là một trong những công trình mà thiết kế thi công trọn gói tại đây không ạ? Công trình nhà bác Phi cũng là công trình mới tại địa phương ở Quảng Yên này, thì nó là một sự bỡ ngỡ nhất định. Thì đến đây thì cũng được sự giúp đỡ của bác để tạo điều kiện giữa hàng xóm cũng như là mặt bằng, thì từ đó là tạo điều kiện tốt nhất để thi công. Em hỏi anh Tùng thêm một câu nữa nhé. Anh là người mà trực tiếp này cùng với lại gia đình này để xây dựng cái công trình này. Vậy thì cho em hỏi là không biết tổng giá trị công trình này về vấn đề xây dựng là bao nhiêu ạ? Tổng hạng mục chi phí cho phần xây dựng thô hoàn thiện chưa bao gồm nội thất là 3,3 tỷ đồng. 3,3 tỷ cho một công trình lên tới 3 tầng như thế này, và phía bên trong thì rất là đồ sộ, lát nữa chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị. Và thông qua sự chia sẻ thì cháu có thể thấy rằng là cái sự gắn kết gần gũi về phía chủ đầu tư cũng như là về phía giám đốc thi công là bác Phi cũng như là anh Tùng, thông qua cuộc trò chuyện thì có thể nhận thấy rằng là trong cái quá trình chúng ta làm việc ấy thì cả hai bên cũng đã rất là gắn kết rồi, và đấy sẽ hướng đến một cái sự thoải mái nhất định. Do Mark Home, chúng cháu vẫn luôn luôn hướng đến rằng là công trình như này đã xây xong rồi thì gia chủ hãy sử dụng với một tinh thần thoải mái nhất. Dạ vâng ạ, vậy thì nhân cái dịp này thì gia đình nhà mình có muốn gửi lời chúc Tết tới đơn vị khách hàng cũng như về phía đơn vị thi công không ạ? Bác xin được thay mặt cho các em của hai bác, thay mặt cho các cháu ở bên nước ngoài, xin được cảm ơn cả cái đội ngũ ở trong cái công ty Mark Home. Và cũng xin chúc trong cái công ty của cháu, đặc biệt là bên cái ngành xây dựng trọn gói, sang năm mới sẽ có nhiều đơn hàng mới và giữ được cái chữ tín để mình tạo công ăn việc làm và xây dựng cho đời nhiều căn hộ đẹp như thế này. Vậy thì bác gái sao? Bác có lời nào muốn gửi lời chúc tới công ty cũng như tất cả quý vị khán giả không ạ? Bác thì cũng như bác trai thôi. Thì nói chung là bác cũng rất là hài lòng đội ngũ xây dựng. Thì bác thấy là các cháu đến làm là có trách nhiệm lắm. Và rất là ngoan. Nói chung là ngoan và trách nhiệm và nhiệt tình. Thế xây dựng thì nói chung là rất là tốt. Thì thôi, nhân dịp mà bước sang năm mới thì bác cũng chúc là toàn thể đội ngũ cán bộ cũng như là công nhân ở trong công ty đấy, nhân viên đấy, thì sang năm mới có một sức khỏe dồi dào và cũng đặt nhiều đơn hàng và xây dựng nhiều căn hộ đẹp như thế này. Thế là gia đình thì là luôn luôn được hạnh phúc. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Và quý vị khán giả thân mến, chắc hẳn là thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, quý vị đang rất là tò mò không biết là công trình này sẽ như thế nào đúng không ạ? Vậy thì bây giờ Ngọc Huyền và Đức Kiên ạ thì sẽ xin phép cùng nhau đi review căn nhà này cho quý vị nhé. Xin mời ạ.
Quý vị thân mến, hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại phía trước công trình của gia đình nhà bác Phi rồi ạ. Và ngay phía đằng sau tôi đây thì đó chính là hệ thống cổng và tường bao được chúng tôi thiết kế này cũng như thi công để làm sao đồng nhất với công trình chính ở phía bên trong. Và đúng với cái tính chất của một ngôi nhà phong cách hiện đại, đó chính là những cái hệ thống cổng của nó cũng hiện đại quý vị nhé. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có cổng mở tự động. Đó thì khi mà chúng ta mở ra đóng vào sẽ không tốn nhiều sức lực, hay chúng ta không cần phải di chuyển ra ngoài để mở cửa cho khách. Và khi mà chúng ta biết khách thì có thể ở bên trong nhà chúng ta mở ra rất là thoải mái. Và khi mà chúng tôi thiết kế một cái hệ thống cổng rất là lớn như thế này để cho gia đình này có thể thuận tiện cho việc là xe di chuyển vào phía bên trong khu vực gara ngôi nhà. Và chưa hết đâu, phía bên trên cột trụ của cổng thì còn có cả camera nữa. Đó thì sẽ báo được những vị khách quý đến thăm nhà. Và ở phía bên trong nhà cũng sẽ có những cái màn hình LED để có thể hiển thị rằng là chúng ta sẽ có khách quý, để chúng ta có thể nhìn nhận một cách dễ dàng hơn. Và toàn bộ khoảng sân phía bên trong nhà này chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái hệ thống gạch lát sàn làm bằng cái gạch chống trơn quý vị nhé. Với cái sự phối hợp màu sắc nó rất là đồng điệu với cả phía bên trong của ngôi nhà. Quý vị thân mến, và đây thì chính là công trình của gia đình nhà bác Phi ạ. Công trình này được thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với lại hệ mái bằng với kết cấu là 3 tầng và 1 tum ạ. Với cái lối thiết kế như này thì thực sự phù hợp với đối với những ngôi nhà lầu phố rồi, bởi vì là phía bên trên chúng ta sẽ không có những cái mảng mái Nhật hay là nhà mái Thái đua ra, đó là sẽ có thể tận dụng được toàn bộ những cái khoảng diện tích của lô đất. Và màu sắc của công trình này được pha trộn cũng vô cùng hài hòa. Và nếu như mà quý vị có thể để ý đấy ạ, thì cái toàn bộ cái công trình của chúng ta nhá, khi mà thiết kế và xây dựng ở đây ạ, thì nó sẽ y nguyên là so với cái bản vẽ 3D mà chúng tôi thiết kế trước đây đấy ạ. Quý vị thân mến, và xét về thông số của ngôi nhà thì chúng ta sẽ có chiều rộng mặt tiền là 8m, chiều sâu là 16m. Như vậy chúng ta sẽ có tổng diện tích 3 mặt sàn sử dụng lên tới 355m2. Trong đó chúng ta sẽ có kết cấu chiều cao là tầng 1, chiều cao thông thủy là 4,2m, tầng 2 là 3,9m và tầng 3 là 3,6m. Và công trình của chúng ta thì sẽ được sử dụng bằng hệ thống là bậc tam cấp đi lên để giúp cho căn nhà trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Đặc biệt là sau này cái phần đường phía ngoài có tôn cao lên thì ngôi nhà của chúng ta sẽ không trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Và có một cái điều tôi thấy đặc biệt ở công trình này đó chính là theo cái phong cách hiện đại nhưng mà sẽ không có những cột trụ ở hai bên quý vị nhé. Thì nó sẽ làm được giảm đi rất là tối đa những cái chi tiết xung quanh công trình. Chúng ta sẽ hướng tới cái sự tối giản nhất có thể của phong cách hiện đại. Tuy nhiên thì xung quanh vẫn sẽ được ốp gạch này, ốp đá, đó thì vẫn sẽ rất là sang trọng. Và quý vị có thể thấy là những cái vật liệu mà được sử dụng trong căn nhà này đều là những cái vật liệu mới và mang đậm phong cách hiện đại. Quý vị có thể nhìn thấy này, ở dưới cái phần hệ thống mái á, thì chúng tôi sẽ ốp bằng cái chất liệu đó chính là cái gỗ nhựa. Còn ở toàn bộ hệ thống lan can của cái khu vực ban công thì sẽ sử dụng bằng chất liệu đó chính là kính cường lực. Và khi sử dụng kính cường lực ở không gian đó thì nó sẽ giúp chúng ta là cái không gian chúng ta nó sẽ rộng hơn rất là nhiều và nó không bị che chắn bởi tầm nhìn. Và đặc biệt là còn có thể chống chịu được những cái tác động của môi trường tự nhiên rất là tốt nữa. Và trong cái quá trình mà chúng tôi tư vấn thiết kế và làm việc với gia chủ thì chúng tôi sẽ nói chuyện rất là kỹ về những cái ưu điểm, nhược điểm và cái giá thành của vật liệu. Và tiến gần hơn một chút ạ, thì đây thì chính là cái hệ thống cửa chính của chúng ta. Cửa chính ở đây được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực. Đây là một trong những cái loại vật liệu khá là mới và ở đây gia chủ của chúng tôi thì cũng rất là khéo léo khi mà sử dụng lựa chọn là cái loại là cửa kính cường lực hai lớp. Ở giữa thì sẽ có một cái lớp nan hoa đồng này để ngăn cách giữa hai mặt kính. Như thế thì nó sẽ giúp cho cái việc là chống chịu nhiệt này, chịu lực cách âm vô cùng tốt. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong nhà để khám phá những công năng phía bên trong nhé. Quý vị thân mến, không gian đầu tiên khi mà chúng ta bước vào nhà thì đó chính là khu vực phòng khách. Phòng khách ở đây thì có một diện tích vô cùng lớn nha quý vị. Ở đây thì chúng ta sẽ có diện tích là 26m2 thôi nhé. Nhưng mà đã bố trí được một cái bộ bàn ghế với băng ghế rất là dài rồi. Tôi đánh giá phải lên tới 8 đến 10 người ngồi ở đây vẫn rất là thoải mái. Kết hợp với đó là một cái hệ bàn nhé. Chúng ta rất là hiện đại với cái lối thiết kế. Nó khá đặc biệt với hai mảng để ghép lại với nhau. Quý vị thân mến ạ, và khi mà ngồi trong không gian phòng khách này, cái điều làm cho tôi rất là ấn tượng đó chính là cái hệ thống ánh sáng ở trong khu vực này. Ở phía bên trên trần ạ thì sẽ là một cái chiếc đèn chùm với lại những cái họa tiết hình tròn vô cùng đẹp mắt, kết hợp cùng với lại hệ thống đèn LED, đèn downlight nữa thì nó sẽ giúp là trải đều ánh sáng trong tất cả căn phòng. Và bên cạnh cái yếu tố ánh sáng thì cái việc lưu thông không khí rồi là cái nguồn gió cũng rất là quan trọng. Thì ở đây công trình chúng ta đã bố trí hai cánh cửa rất là lớn rồi, bao gồm cả cửa chính cũng như là cửa phụ ra phía bên hông của ngôi nhà.
Và ở khu vực phòng khách này ạ, thì ở phía bên này ta sẽ có một cái hệ thống tivi vô cùng lớn ạ. Đây, quý vị có thể nhìn thấy này. Tôi đứng đây nhá, mà nó còn cao hơn cả tôi nữa, thì quý vị đã có thể là tưởng tượng được là cái độ lớn của tivi này như thế nào đúng không ạ? Và cái độ lớn của tivi này ạ, thì có thể giúp gia chủ chúng ta này có thể là thoải mái giải trí ở không gian này ạ. Nếu như mà chúng ta mở kênh Max Home ra thì có lẽ sẽ thấy là Ngọc Huyền với tỷ lệ 1-1 luôn đấy. Bởi vì nó rất là lớn mà. Ở hai bên thì cũng sẽ có những cái hệ thống loa đài âm thanh để có thể cung cấp được những cái nguồn âm thanh nó chất lượng trong quá trình chúng ta phục vụ nhu cầu giải trí cho gia đình. À, và ngay phía đằng sau cái thô thì chúng ta sẽ có một cái vách ốp tường nha quý vị. Vách ốp tường đây thì ở giữa này sẽ sử dụng một cái tấm nhựa PVC giả đá. À, quý vị có thể nhìn thấy nó không có khác gì so với đá tự nhiên cả, nhưng mà nó lại là nhựa. Và khi chúng ta sử dụng chất liệu nhựa ở không gian này ạ, thì nó sẽ góp phần này cho không gian thêm sang trọng này. Và đặc biệt ạ, thì nó sẽ giúp là tiết kiệm một cái phần chi phí cho chủ đầu tư ạ. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến công năng tiếp theo. Và tới không gian tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với phòng bếp kết hợp với phòng ăn luôn nhé. Có diện tích là 36m2 thì rất là rộng rãi rồi. Tại đây có thể bố trí được một cái bộ bàn ghế để có thể ngồi ăn uống ngay sau khi nấu nướng này. Và ngoài ra nữa thì cái việc mà bài trí những cái nội thất phía bên trong này nó sẽ tách biệt hai không gian với nhau. Bởi vì là cái không gian trong này rất là rộng mà. Bởi vì là phía bên trên trần nhà cũng như là ở cái phía bên này chúng ta sẽ có thêm cái hệ thống gương. Đó, chúng ta ngồi ở đây chúng ta ăn, chúng ta soi gương thì nó sẽ giúp cho không gian chúng ta nhìn nó thông thoáng hơn, nhìn nó mở rộng hơn rất là nhiều. Và từ khu vực mà bàn ăn này ạ, thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống cửa. Ở cửa này thì sẽ đi ra cái khu vực gara ở phía ngoài ạ. Đây thì sẽ là một cái lối tiếp cận thứ hai để chúng ta có thể là dễ dàng di chuyển ở bên trong căn nhà. Khi mà chúng ta đi xe về này, để xe ở khu vực gara này, có thể đi trực tiếp từ cái cửa này vào bên trong mà không cần phải đi thông qua sảnh chính ngoài kia. Và khu vực tiếp theo chúng ta sẽ đến thì đó chính là cái không gian bếp. Bếp của chúng ta này, hệ tủ bếp được thiết kế theo hình chữ U nha quý vị. Và với cách thiết kế như thế này ạ, chúng ta có thể thoải mái này, nấu nướng ở trong không gian này rất là rộng. Ở phía bên này ạ, thì sẽ là nơi để một cái hệ thống là bồn rửa này, tủ lạnh này, thương hiệu rất nổi tiếng Hitachi nhá. Còn phía bên này ạ, thì sẽ là một cái khu vực là để cái bếp từ này. Và toàn bộ này, cái vật liệu được sử dụng trong tất cả những cái cánh cửa ở đây ạ, đấy, đều được sử dụng bằng chất liệu, đó chính là cái inox nhá. Phía bên trong là inox này, còn phía bên ngoài thì sẽ sử dụng là kính cường lực. Đây là một trong những loại vật liệu rất là mới và nó có một độ bền rất là cao này, chống chịu được nhiệt này, chịu nước này, chống ẩm này. Và bên cạnh đó thì giá thành của nó thì cũng vô cùng đắt đỏ. Và có thể thấy rằng là cái việc mà chúng ta lựa chọn cho khu vực phòng bếp cũng rất là đặc biệt nhé. Ở đây sử dụng giữa hai màu trung tính là màu đen, màu trắng này, và kết hợp với cả những cái đường nét vàng. Đó thì nó sẽ tạo ra một vài cái đường nét thôi nhưng mà nó cực kỳ là sang trọng cho khu vực phòng bếp. Và ở đây ạ, thì tôi mới thấy được rằng là khi mà gia chủ của chúng ta tận dụng cái khu vực bếp thiết kế theo hình chữ U này thì thế này rất là thuận tiện. Chúng ta có thể tận dụng ngay này một cái cạnh của cái chữ hình chữ U này, tận dụng để làm khu vực quầy bar. Ở phía bên ngoài chúng tôi cũng đã làm cho gia chủ này những cái ghế rất là cao. Thì chúng ta cũng có thể ngồi đây này, ở dưới này này có sẵn này, pha chế đúng không? Sau đó thì mang lên này. Không có gì trong một cái cùi bà cả. Dùng ở đây luôn, cũng đã có sẵn rượu, có sẵn ly rồi. Đó, rất là phù hợp và cực kỳ là sang trọng cho một không gian nhà lô phố. Và trong khu vực nhà vệ sinh chung của tầng 1 này thì chúng ta sẽ có diện tích là 4,5m2. Tại đây thì cũng sẽ đặt được một cái bàn đá lavabo này. Ngay phía bên dưới chúng ta sẽ tận dụng là một cái hệ tủ luôn nhé. Khi mà chúng ta để đồ ở phía bên trong này cũng sẽ giúp cho khu vực phòng vệ sinh nó sẽ gọn gàng, sạch sẽ hơn. Và ở đây thì cũng sẽ có thêm cái hệ thống bồn cầu này, cũng như là vòi tắm sen được ngăn cách bởi một cái vách kính cường lực. Thế việc chúng ta sử dụng phía bên trong này cũng sẽ không ảnh hưởng những cái hơi nước hay là nước bắn ra phía bên ngoài gây trơn trượt hay là vấp ngã. Quý vị thân mến, và ở đây chúng ta sẽ có một cửa hậu ra phía sau của ngôi nhà. Và phía sau này thì sẽ là một không gian sân ướt này, kết hợp cùng với một khu vực bếp phụ. Ở ngay phía bên này tôi có thể để ý là gia chủ cũng có để thêm một cái bồn hoa ở đây để có thể là trồng hoa này, rất nhiều cây đồng tiền này. Cũng như ở đây là xen kẽ thêm trồng hành nữa nha quý vị. Và khi cái khu vực này ạ, sẽ là một cái không gian cũng khá là đẹp và thẩm mỹ để chúng ta có thể là hòa nhập với thiên nhiên. Còn ngay phía bên này thì sẽ là cái khu vực bếp phụ. Ở đây gia chủ của chúng tôi thì có để sẵn này một cái hệ thống, đây chính là bếp từ. Bên này là khu bồn rửa này. Khi trong nhà của chúng ta mà nấu những cái đồ ăn mà có mùi chẳng hạn thì có thể là mang ra đây để tránh cái hiện trạng là khi mà nấu trong kia ấy thì nó sẽ bị ám mùi ra tất cả các không gian khác.
Dưới tầng 1 của chúng ta thì sẽ có một phòng ngủ duy nhất với diện tích là 14,2m². Tại đây thì đã đặt được đầy đủ những cái nội thất để sử dụng rồi. Từ một cái giường đôi này, một cái tủ quần áo và bên cạnh đó là một cái bàn để có thể trang điểm. Ở đây thì cũng sẽ có một cái thảm quý vị nhé, sẽ lót phía bên dưới giường ngủ của chúng ta, thì cái việc chúng ta dậy vào sáng sớm cũng sẽ không lo bị lạnh chân. Hay là ở phía bên kia chúng ta sẽ có một cái ô cửa sổ rất là lớn, lên tới 3 cánh cửa hình chữ A, thì cái việc chúng ta mở ra đóng vào cũng sẽ không ảnh hưởng bởi những cái mưa gió. Và phía bên trong phòng ngủ này của chúng ta sẽ còn có một nhà vệ sinh khép kín nữa. Với diện tích là 4,2m², thì trong đây sẽ được bố trí đầy đủ những nội thất công năng để có thể sử dụng này. Từ một cái bàn đá lavabo này, bồn cầu cho tới vòi tắm sen, nó sẽ đồng nhất với cả là phía bên ngoài cái nhà vệ sinh chung. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng gương rất là hiện đại quý vị nhé. Vừa có thể hiển thị giờ này, vừa có thể mở ra cái ánh sáng để có thể cung cấp thêm cái nguồn ánh sáng khi mà chúng ta sử dụng. Quý vị thân mến, và đối với hệ thống cầu thang của công trình thì chúng ta sẽ sử dụng hệ thống mặt bậc và cột bậc làm bằng hai màu sắc khác nhau để tránh cái việc là bị bước hụt hay là vấp ngã. Phía bên trên những cái bậc thang này của chúng ta thì cũng sẽ có những cái hệ thống đèn nhé. Đèn này thì sẽ có cái tác dụng là cung cấp đủ cái nguồn ánh sáng khi mà chúng ta di chuyển. Và không chỉ là cái hệ thống cầu thang này đâu, mà công trình của chúng ta sẽ có hai lối để có thể đi lên tầng trên, đó chính là một cái hệ thống thang máy nữa. Quý vị thân mến ạ, vì căn nhà của chúng ta đây là một căn nhà lô phố hiện đại, cho nên là gia chủ của chúng tôi thì cũng trang bị thêm một cái hệ thống thang máy để cho mọi thành viên có thể dễ dàng di chuyển giữa các tầng lại với nhau. Và cái không gian thang máy này ạ, thì Kiên có thể để ý nhá, toàn bộ này cái phần phía bên ngoài ấy sẽ được sử dụng bằng cái khung, đó chính là inox tráng gương. Thì khi mà chúng ta nhìn vào này đó, như kiểu là đang soi gương vậy ấy, rất là bóng đúng không ạ? Rất là tiện khi mà chúng ta ngồi ở đây, vị trí mặt bếp này, và ngoài ra đây là một cái nơi chúng ta đi lại khá là nhiều. Và đối với một công trình của chúng ta mà có người già hay là trẻ em ấy, thì khi mà sử dụng một cái thang máy thì cực kỳ là thuận tiện. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển lên phía bên trên nhé. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới lên tầng 2 bằng một cái thang máy. Đó thì có thể thấy là rất thuận tiện. Ở đây thì chúng ta sẽ có một không gian phòng sinh hoạt chung ngay phía bên trên khi mà chúng ta đi từ hệ thống cầu thang lên nhé. Thì cái việc có một phòng sinh hoạt chung vị trí giữa tầng như này thì sẽ rất dễ để có thể kết nối các thành viên trong gia đình. Và khu vực sinh hoạt chung này thì chúng tôi cũng sắp đặt cho gia chủ một cái bộ bàn ghế sofa với lại khổ khá là lớn đúng không Kiên? Để chúng ta có thể là thoải mái để ngồi đây và quây quần. Quý vị thân mến, và bên trên khu vực tầng 2, phòng ngủ đầu tiên ở tầng này thì đây sẽ là một phòng ngủ khép kín nha quý vị. Trong căn phòng này của chúng tôi này được có thiết kế rất là đầy đủ, từ một hệ thống giường ngủ này, phía bên này thì sẽ là cái khu vực bàn trang điểm, cũng có thêm cái hệ thống gương soi này. Tôi để ý nhá, ở ngay bên phía đầu giường ấy, thì cũng có thiết kế và trang bị thêm những cái giải led này. Đây, còn phía bên này đó, khi mà tôi bật lên thì led thì nó sẽ nằm ở phía bên trong. Đây là một cái không gian rất là tuyệt vời đúng không ạ? Còn cái hệ thống tủ quần áo này thì sẽ thiết kế cao cực trần. Như tôi có nói với quý vị ở rất nhiều các video trước đấy ạ, tôi mà đến một căn nhà nào mà có một cái hệ thống tủ quần áo cao cực trần thế này tôi rất là thích. Bởi vì cái không gian của chúng ta nó sẽ trở nên mở rộng hơn, và chúng ta có thể để rất là nhiều đồ này cho cái khu vực căn phòng của chúng ta thêm gọn gàng. Và từ phòng này thì ta sẽ có một cái hệ thống cửa. Cửa này thì sẽ đi thông ra khu vực ban công ở phía trước nhà nha quý vị. Và từ ban công này ta có thể ngắm được nhìn trọn vẹn toàn bộ tầm view phía trước. Ở phía trước là cái mặt đường quốc lộ vô cùng lớn ạ. Ở đây thì gia chủ của chúng tôi thì cũng đã mua thêm hai hệ thống cây hoa giấy ở phía hai bên. Và chưa hết đâu nha quý vị, trong căn phòng này chúng ta sẽ còn có thêm một nhà vệ sinh riêng biệt. Trong nhà vệ sinh này thì có thiết kế đầy đủ này, hệ thống lavabo này. Ở đây là một chiếc gương soi. Gương này thì sẽ chỉnh điều chỉnh được tất cả chế độ ánh sáng này, có 3 ánh sáng nhá, cũng như là có cái thời gian giờ đây. Phía bên này thì sẽ là cái khu vực bồn vệ sinh. Tôi có để ý rằng là tất cả các thương hiệu ở trong này thì đều là sử dụng thương hiệu của Inox nhá, một thương hiệu rất là cao cấp. Phía bên trong thì sẽ là khu vực vòi tập sen, cũng có thêm một vách ngăn kính để ngăn nước bắn ra ngoài khi chúng ta sử dụng vòi tắm. Và không gian tiếp theo, ở tầng 2 chúng ta sẽ đến với một không gian giặt phơi có diện tích là 6m². Tại đây thì đã đặt được đầy đủ tất cả những cái trang thiết bị rồi, từ máy giặt, máy sấy này. Và có thể thấy rằng là trong khoảng thời gian tới thì gia chủ không cần quá nhiều cái khoảng không gian phơi đồ, bởi vì chúng ta đã có sẵn cái máy sấy rồi. Và tuy nhiên, để có thể thông thoáng hơn trong khu vực giặt phơi này thì vẫn sẽ kết hợp được một cái hệ thống cửa nhé. Hệ thống cửa này sẽ nhìn thẳng ra phía trước của ngôi nhà, ra cái khu vực phòng sinh hoạt chung đấy. Ở đây sẽ có thêm rất nhiều những cái hệ tủ để chúng ta có thể để đồ để mà chúng ta giặt này.
Ở đây thì sẽ có thêm một cái bồn rửa quý vị nhé. Bồn rửa ở đây thì có lẽ là sẽ thuận tiện hơn cho quá trình chúng ta di chuyển từ ngoài phòng sinh hoạt chung vào, chúng ta rửa đồ chúng ta đem ở đây, hay là rửa tay trên tầng 2 thì sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Và khu vực tiếp theo ta sẽ đến với lại một phòng ngủ nữa nằm ở khu vực tầng 2. Bước vào không gian này thì quý vị có thể thấy những hình phi hành gia này, rồi là những cái màu sắc vật liệu ở bên trong phòng ngủ này. Thì không biết là quý vị đã đoán được là phòng ngủ này dành cho ai chưa ạ? Quý vị đoán không lầm đâu ạ, đây là phòng ngủ mà dành cho hai bé trai của gia đình ạ. Thì sau khi mà quá trình thiết kế, các kiến trúc sư của chúng tôi này kết hợp với gia chủ thì đã thiết kế không gian này, một cái giường này ở phía bên này và một giường phía bên này. Hai giường này thì mỗi một cái giường dành cho một bé nha. Ở giữa thì sẽ có thêm một cái hệ thống bàn này. Bàn này thì sẽ có một cái tấm gương rất là lớn ạ. Gương này thì cũng là gương LED nha quý vị. Đó. Và chúng ta có thể là thoải mái này soi gương ở đây. Ở phía đối diện thì sẽ là một cái hệ thống tủ quần áo. Tủ quần áo ở đây cũng rất là đặc biệt, được chia làm hai ngăn ạ. Đây, phía bên này dành cho một bé và phía bên này cũng là dành cho một bé. Ở giữa này thì chúng ta cũng sẽ có một cái hộc này. Hộc này thì cũng có một cái hệ thống đèn LED nha. Khi chúng ta bật lên nó rất là sáng và chúng ta có thể tận dụng là một không gian để sách hay là để đồ để có trang trí. Trong căn phòng thì cũng có thêm một hệ thống cửa sổ thoáng hướng ra phía mặt sau của công trình để mang ánh sáng tự nhiên cũng như điều hòa không khí cho gian phòng. Và tới không gian phòng ngủ thứ 3 trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có diện tích là 16m2. Như quý vị để ý thì có rất nhiều phòng ngủ, tuy nhiên thì mỗi phòng ngủ sẽ có một cái phong cách thiết kế khác quý vị nhé. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái vách ở đầu giường hay là về những cái hệ thống giường ngủ cũng sẽ bằng những cái chất liệu khác nhau, thì sẽ phải phụ thuộc vào từng đối tượng sử dụng. Và trong quá trình chúng tôi tư vấn thiết kế thì cũng sẽ trao đổi rất là kỹ càng với cả gia chủ để xem rằng cái đối tượng sử dụng của chúng ta là ai, để có thể cân đối điều chỉnh nó phù hợp hơn, hay là cho cái việc chúng ta thiết kế có một cái bản vẽ thiết kế nó sẽ khác biệt so với một công trình mà chúng ta xây dựng tay bo. Đó chính là những cái đồ nội thất nó sẽ có kích thước rất là khớp với cả cái phần thô của công trình. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tủ quần áo này, có âm tường quý vị nhé, nó sẽ tận dụng được tối đa khoảng không gian trong phòng ngủ. Và trên tầng 2 này của chúng ta thì sẽ có thêm một nhà vệ sinh chung cho cả tầng, có diện tích là 4,2m2, cũng sẽ sử dụng tất cả những trang thiết bị rất là hiện đại với những nhà vệ sinh khác. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển lên tầng 3 để khám phá những công năng còn lại phía bên trên tầng 3 nhé. Xin mời quý vị. Quý vị thân mến, và lên tới tầng 3 của chúng ta thì xin giới thiệu với quý vị về một phòng ngủ master. Với những phòng ngủ phía bên dưới, quý vị đã có thể nhận thấy cái sự rộng rãi và hiện đại như thế nào rồi đúng không? Thì đối với phòng ngủ này, quý vị sẽ có thể tưởng tượng rằng nó còn cực khủng hơn như thế nào nữa. Ví dụ như ở đây, một không gian phòng ngủ chúng ta sẽ có diện tích là 21m2, thì sẽ bố trí một cái giường đôi này, và bên cạnh đó thì cũng sẽ có thêm một cái ghế để chúng ta có thể ngồi xem tivi. Và ngoài ra nữa thì sau này chúng ta có thể lắp đặt tivi trên một cái bức bình phong. Bức bình phong này còn có thể ngăn cách ra một không gian, đó chính là phòng thay đồ phía bên trong quý vị nhé. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống cửa sổ rất là thông thoáng với ba cánh cửa mở theo trục chữ A, thì sẽ đảm bảo cái việc chúng ta mở ra không bị ảnh hưởng bởi mưa gió. Cũng sẽ sử dụng rèm âm trần nhé. Thì cái sự khác biệt giữa rèm âm trần với cả rèm bình thường chúng ta hay sử dụng ấy, thì khi mà chúng ta mở ra đóng vào thì sẽ có thể được cái nguồn ánh sáng nó kín đáo hơn, không bị lọt những cái nguồn ánh sáng thông qua những cái khe rèm. Và ví dụ như ở kia chúng ta sẽ có một khoảng không gian rất là chill trong phòng ngủ riêng tư nhé. Đó là một không gian để có thể ngồi chơi. Quý vị thân mến ạ, và đối với một căn phòng ngủ mà có được sắp đặt từ một cái bộ ghế sofa như thế này, ngồi đây để chill chill quả là một điều vô cùng tuyệt vời ạ. Nhưng mà Ngọc Huyền sẽ không phải ngồi đây luôn đâu ạ, mà chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị không gian tiếp theo cho căn nhà này nhé. Khu vực tiếp theo đó chính là phòng thay đồ bên trong căn phòng ngủ master. Ở đây sẽ có gì ạ? Đầu tiên nhé, là sẽ là một hệ thống bàn trang điểm. Thực sự thì đây là một trong những cái bàn trang điểm mà nó rộng nhất và lớn nhất từ trước đến giờ đối với những căn nhà tôi review đấy ạ. Ở đây thì có này, trang bị những hệ thống gương LED này, thì hai bên này. Rồi là có rất là nhiều này, những cái hộc tủ ở đây này, để chúng ta có thể thoải mái để đồ trang điểm này. Quá tuyệt vời luôn ạ. Còn phía bên cạnh này thì sẽ là cái khu vực hệ thống tủ quần áo. Tủ quần áo trong căn phòng này đã sử dụng bằng chất liệu đó chính là kính cường lực màu đen ạ. Này, khi chúng ta mở ra này, thấy không ạ? Bên trong này
vô cùng tuyệt vời, rất là rộng rãi. Thực sự thì Ngọc Huyền rất là thích những cái phòng mà có một cái hệ thống tủ như này, bởi vì đặc biệt là con gái chúng tôi mà có rất là nhiều những cái đồ đạc ấy, rồi nào là váy vóc này, rồi là quần áo này, nên là để có một cái không gian tủ như này quả là một điều rất là thích đấy ạ. Chưa hết đâu nha quý vị, đây ở ngay căn phòng này nữa thì sẽ còn có thêm một cái khu vực, à, đây là cái hộc để chúng ta có thể là để đồ này, à, ví dụ nhá, như là chúng ta để tất này hay để cà vạt này ở trong không gian này, vô cùng tuyệt vời. Ở đây thì cũng sẽ có thêm hệ thống đèn led nữa. Và chắc chắn rồi là khu vực phòng ngủ master của chúng ta thì không thể nào thiếu nhà vệ sinh khép kín đúng không? Thì trong đây thì chúng ta cũng sẽ sử dụng những trang thiết bị vệ sinh rất là hiện đại này, từ gương có hệ thống chiếu sáng cũng như là về cái hiển thị giờ, bàn đá lavabo sử dụng inox, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Và phía bên trong này cũng sẽ có thêm bồn cầu cũng như là vòi tắm sen được ngăn cách bởi vách kính cường lực. Ở đây thì chúng ta sẽ ốp hoàn toàn những cái mặt tường bên bằng những cái gạch men đá lên cao nhé, để dễ dàng lau chùi vệ sinh. Quý vị thân mến, là từ phòng ngủ master bước sang phía bên này thì ta sẽ có một không gian, đây thì chính là phòng đọc sách nha quý vị. Và với một không gian phòng đọc sách như này thì gia chủ có chia sẻ rằng là anh Tùng sắp tới từ Mỹ về cũng sẽ đem rất nhiều sách từ Mỹ có thể để ở trong những cái hộc tủ này. Đó là cái việc chúng ta ngồi ở đây, một cái bộ ghế nó rất là bé thôi nhưng mà nó cực kỳ là tiện lợi cho việc chúng ta đọc sách ngay tại khu vực này. Ở đây để đọc sách thì cái việc cung cấp nguồn ánh sáng cũng rất là quan trọng đúng không? Thì cũng đã bố trí một cái hệ cửa khá là lớn hướng mặt ra phía trước của công trình. Và không gian tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị, không gian cuối cùng ở trên khu vực tầng 3, đó chính là phòng tâm linh. Và như gia chủ vừa chia sẻ với chúng tôi vừa nãy thì mong muốn rằng là khu vực tâm linh là một cái nơi mà trang trọng nhất và là một cái chỗ dựa tinh thần và cực kỳ là cúng nhá. Nếu như mà chúng ta vừa bước vào đây đã cảm nhận được cái sự ấm cúng và sự trang trọng của khu vực tâm linh này rồi. Và khi mà Huyền bước vào đây thì cảm thấy cái không gian này nó rất là thơm ấy. Gia chủ có chia sẻ được rằng là toàn bộ hệ thống ban thờ của chúng ta sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là gỗ hương đá. Và thêm một cái bật mí nữa dành cho quý vị, đó chính là tổng toàn bộ này, có mỗi khu vực ban thờ này, hai lọ lục bình này, cũng như vách ốp này, hoành phi có đối với bên trên, riêng khu vực này thôi, nó có giá trị khoảng tầm 200 triệu đồng nha quý vị. Và cũng rất là thuận tiện nhé, khi mà ở đây chúng ta sẽ trải thêm một cái thảm phía đằng trước này, chúng ta ngồi đây làm lễ hay chúng ta ngồi để có thể thắp hương thì sẽ thuận tiện hơn, ấm cúng hơn và để có thể đem lại cái nguồn ánh sáng cho cái không gian thờ cúng, tránh cái cảm giác là bị âm tí khí tích tụ nơi thờ cúng. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống cửa để hướng ra phía trước ban công của công trình. Và cũng giống như ở phía dưới tầng 2 thì khu vực ban công này thì chúng ta sẽ bố trí một khoảng diện tích vừa đủ để có thể đứng đây ngắm được cảnh quan phía đằng trước nhé. Thì như quý vị có thể theo dõi ở cái phần ngoại thất công trình rồi, cái điểm nổi bật của công trình nó nằm ở những cái hệ lam bê tông đua ra ở cái ban công. Thì phía bên trên sẽ có thêm những hệ thống đèn downlight, đứng đây buổi tối vẫn rất là thoải mái, không lo rằng là đứng đây mà bị thiếu ánh sáng, bị tối. Quý vị thân mến, và từ ngay cạnh phòng thờ này bước ra chúng ta sẽ có một cái hệ thống cầu thang. Ở cầu thang này thì sẽ kết nối lên khu vực tầng tung ở phía bên trên ạ. Và bên trên khu vực tầng tung thì gia chủ của chúng tôi thì có để là một cái khoảng sân thượng vô cùng lớn để gia đình có thể lên đây này ngồi thoải mái chiêu chiêu. Và gia chủ cũng chia sẻ rằng là sau này cũng sẽ lắp đặt một cái hệ mái làm bằng kính phía bên trên để hai bác có thể ngồi để thưởng trà và đánh cờ với nhau. Dạ, và thì bây giờ cả gia đình nhà mình hãy cùng đếm ngược để gửi tới quý vị khán giả một lời chúc mừng năm mới được không ạ? Dạ, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới!